Kỳ lạ, cứ uống bột sắn dây theo cách này, bổ gấp tỷ lần nhân sâm, cực tốt cho sức khỏe. Xin kính chào quý cô bác đang theo dõi trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Nhà cô bác nào có bột sắn, có phải là thường pha với nước để uống không nào? Công nhận là đang nắng nóng mà có cốc bột sắn pha nước, bỏ thêm vài viên đá thì ngon phải biết. Lại không lo nạp quá nhiều các chất độc hại như là các loại nước đóng chai. Tuy nhiên tôi thấy là nhiều cô bác chưa biết dùng đúng cách đâu. Chẳng hạn như bỏ quá nhiều đường, uống quá nhiều bột sắn, hay là nhà có ông bà, trẻ con, bụng dạ kém, người mới ốm dậy, hoặc cô bác bị huyết áp thấp mà uống bột sắn thì nó có thể dẫn đến ngộ độc, đau bụng, tiêu chảy, thậm chí là mất nước, cực kỳ nguy hiểm đấy cô bác. Thế nên trong video ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với cô bác một cách khác cực kỳ đơn giản nhưng đảm bảo an toàn khi uống bột sắn dây. Hơn nữa, cô bác còn có thể dùng cách này để cải thiện một số vấn đề về sức khỏe thường gặp đấy cô bác nhé. Tôi biết là bột sắn dây pha với nước sẽ đơn giản, tiện lợi, tốn ít thời gian hơn, lại mát và thơm. Nhưng có lẽ nhiều cô bác không để ý đây là cách ăn sống bột sắn dây. Mà đã là sống thì nó sẽ có ít nhiều mối nguy hại đối với cơ thể rồi. Trong quá trình làm ra bột sắn dây này, cô bác không thể biết được người ta có làm sạch sẽ không, có lọc được hết các tạp chất dính vào bột sắn dây hay không. Không phải cứ trắng tinh tươm là sạch đâu cô bác nhé. Bằng mắt thường, cô bác sẽ không thể phát hiện ra các loại tạp chất cùng với vi khuẩn dính trên bề mặt của viên bột sắn. Khi mà cô bác pha với nước lọc và uống vào thì sẽ trực tiếp tạo điều kiện cho các loại vi khuẩn, vi sinh vật theo vào cơ thể. Nhẹ thì có thể gây ra ngộ độc với các hiện tượng như tôi vừa nói là tiêu chảy và đau bụng. Nặng hơn về lâu dài thì nó tích tụ lại và gây bệnh cho cô bác. Ngoài ra, tính mát của bột sắn dây cũng là nguyên nhân khiến cho cô bác bị lạnh bụng và tiêu chảy đó cô bác. Do đó, cách mà tôi chia sẻ với cô bác đó là cuối bột sắn dây lên để ăn nóng, vừa sạch, vừa ngon, lại vừa tốt cho sức khỏe. Thứ nhất, món này sẽ cải thiện hệ tiêu hóa của cô bác. Cô bác nào bị viêm loét dạ dày hay là hội chứng ruột kích thích thì nên thường xuyên ăn bột sắn dây cuối cô bác nhé. Viêm loét dạ dày là một căn bệnh rất khó điều trị dứt điểm. Cô bác chữa cho cố, nhưng sau khi khỏi bệnh vẫn có nguy cơ rất cao sẽ tái phát lại. Chỉ cần cô bác không chú ý trong chế độ ăn uống, ăn nhiều đồ mặn, gia vị cay nóng hoặc ăn không đúng giờ, ngủ không đủ giấc, tâm lý căng thẳng kéo dài, hoàn toàn có thể mắc bệnh trở lại. Cô bác cứ để ý, hay đau bụng chỗ trên rốn, đầy bụng, khó tiêu, buồn nôn, ợ chua sau khi ăn, tiêu chảy, táo bón, chính là những dấu hiệu điển hình cho viêm loét dạ dày đấy cô bác. Nhiều cô bác sau khi thấy bệnh tái đi tái lại nhiều lần thì mất kiên nhẫn, không thuốc thang gì nữa và cứ mặc kệ như vậy. Thế nhưng nếu như cô bác để tình trạng này kéo dài, vết loét sẽ lan rộng ra, ăn sâu vào niêm mạc dạ dày, gây ra cảm giác khó chịu cả ngày, thậm chí có thể dẫn đến ung thư dạ dày của bác nhé. Do đó, nếu như cô bác đã quá mệt mỏi với việc điều trị viêm loét dạ dày bằng thuốc hoặc các thực phẩm chức năng, thì tôi khuyên cô bác nên đi khám lại xem tình hình như thế nào, dùng theo thuốc bác sĩ kê đơn, kết hợp với các thực phẩm lành mạnh như nghệ vàng, nghệ đen, nha đam, chịu khó ăn nhạt, nấu nướng đơn giản, cùng với phương pháp áp dụng thêm bột sắn dây này. Sắn dây ở dạng tinh bột sau khi được nạp vào cơ thể thì nó sẽ trung hòa lớp axit, chính là dịch vị dạ dày đấy cô bác. Dạ dày tiết ra nhiều dịch vị quá sẽ khiến cho vết loét thêm nghiêm trọng và gây ra cảm giác đau đớn, khó chịu. Vì vậy, bột sắn dây sẽ giúp cho cô bác giảm đau, kìm hãm tốc độ phát triển của bệnh. Sau đó khi cô bác dùng thuốc thì các thành phần trong thuốc sẽ phát huy tác dụng hiệu quả hơn, giúp cho vết loét mau lành hơn. Tương tự, đối với hội chứng ruột kích thích cũng như vậy. Đây là một căn bệnh cực kỳ phổ biến, nhưng vấn đề là nhiều cô bác lại không hề biết mình mắc bệnh. Nó cũng có các triệu chứng như đầy hơi, đau bụng, đặc biệt là tiêu chảy, táo bón kéo dài, đôi khi là xen kẽ nhau, bệnh cũng dễ tái phát. Trong khi đó, bột sắn dây có thể thúc đẩy nhu động ruột nên sẽ giúp cho cô bác đại tiện dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, trong bột sắn dây có một chất đóng vai trò tăng cường chức năng tiêu hóa và chống lại quá trình oxy hóa trong cơ thể, nên có khả năng khắc phục các vấn đề trong đường ruột của cô bác. Không chỉ hỗ trợ các vấn đề về tiêu hóa, mà bột sắn dây còn hỗ trợ điều trị tiểu đường. Cô bác bị bệnh tiểu đường thì cần phải kiêng các loại đồ ăn thức uống có chứa đường hóa học như là bánh kẹo, nước ngọt, thậm chí là ngay cả các loại hoa quả, trái cây mà có chứa nhiều tinh bột hay là lượng đường quá cao thì cũng không được ăn nhiều. Tuy nhiên, cô bác hoàn toàn có thể cải thiện bằng cách ăn bột sắn dây.
Có thể cô bác cho rằng chỉ cần không cho đường thì sẽ ăn được bột sắn dây, có đúng không nào? Nhưng không phải như vậy đâu cô bác nhé. Bột sắn dây có thể điều trị tiểu đường, không phải vì nó không có đường, thậm chí nó còn có chứa cả tinh bột cơ mà. Lý do là vì trong thành phần của bột sắn dây có chứa một chất có tác dụng làm giảm lượng đường trong máu, cải thiện hormone insulin làm nhiệm vụ hạ đường huyết và bảo vệ tuyến tụy của chúng ta. Nói tóm lại là nó gián tiếp làm giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường của bác nhé. Còn một điều nữa là cô bác nào bị bệnh tiểu đường thì biết rằng bản thân mình sẽ phải đối mặt với các biến chứng nguy hiểm như là mắt mờ dần, đục thủy tinh thể, mù lòa, tăng mỡ máu, tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, suy giảm chức năng thận và các bệnh về thần kinh. Các chất trong bột sắn dây cũng có tác dụng là trì hoãn, cải thiện cũng như bảo vệ cô bác không mắc phải các biến chứng này cô bác nhé. Công dụng thứ ba là giúp cho cô bác xua tan cơn đói, hồi phục nhanh sau khi vừa đi nắng về hoặc vừa làm việc chân tay nặng nhọc. Có thể cô bác đang thắc mắc là không nên ăn bột sắn dây khi đang đói vì nó có thể khiến cho mình bị say, nôn nao, khó chịu trong người. Tuy nhiên điều này chỉ xảy ra khi cô bác uống bột sắn dây pha với nước, nghĩa là bột sắn dây sống đó cô bác. Trong trường hợp cô bác quấy lên cho chín rồi thì hoàn toàn có thể ăn được khi bụng đang đói cồn cào, nhất là cô bác bị cao huyết áp, đau đầu và lở miệng. Bởi vì lúc này bột sắn dây đã chín là an toàn với sức khỏe, đảm bảo vệ sinh. Quan trọng hơn nữa là khi nấu chín thì cô bác sẽ hấp thu được tối đa các chất dinh dưỡng cho cơ thể. Nếu cô bác thấy nhạt quá thì có thể cho thêm đường, nhưng lưu ý là chỉ cho một ít mà thôi. Vì nhiều đường quá thì công dụng của bột sắn dây sẽ bị giảm đi đáng kể đấy cô bác nhé. Công dụng thứ tư này là dành cho cô bác nào có ông xã hay rượu bia nhậu nhẹt đến say xỉn. Đó là bột sắn dây giúp giải độc và điều trị chứng nghiện rượu. Sau khi uống nhiều rượu bia, nó không chỉ khiến cho cơ thể của mình mệt mỏi, đầu óc choáng váng, mà về lâu dài nó còn dẫn đến vô số những hệ lụy như là suy gan, hỏng thận, đau dạ dày, các bệnh về thần kinh cướp đi mấy chục năm cuộc đời. Tuy nhiên, để cai được rượu thì không phải là dễ, thậm chí là cai hoàn toàn thì cũng có thể gây nguy hiểm. Cho nên nhiều người phải rất khổ sở khi mỗi ngày đều cố gắng duy trì uống rượu nhưng chỉ được dùng một tí tẹo, rất dễ sa đà và lại uống nhiều lên. Để cải thiện tình trạng này thì cô bác thử cho bác nhà ăn bột sắn xem sao. Thứ nhất là để giải rượu, ngăn không cho rượu ngấm vào trong cơ thể, hạ huyết áp, chống loạn nhịp tim, giải độc và bảo vệ gan. Và thứ hai là về lâu dài, nó có thể giúp cho bác nhà từ từ bỏ được rượu bia của bác nhé. Cô bác khuấy bột sắn dây lên, cho thêm ít muối để bác nhà ăn. Nó hơi khó ăn một chút, tuy nhiên hiệu quả rất nhiều so với quấy đường đấy của bác. Và cuối cùng là bột sắn dây giúp cô bác làm đẹp da, làm mờ vết tàn nhang. Từ sau tuổi 30 là da của mình bắt đầu hình thành nếp nhăn. Sau 50 tuổi là bắt đầu xuất hiện tàn nhang. Thậm chí tôi thấy là có không ít của bác có tàn nhang đúng từ lúc mang thai. Đẻ xong rồi nhưng nó vẫn không có dấu hiệu mờ đi. Điều này khiến cho nhiều cô bác cảm thấy tự ti, mặc cảm. Nhưng vì chuyện cơm áo gạo tiền, con cái học hành nên các cô bác tiếc tiền, không đầu tư để cải thiện nhan sắc của mình. Cũng ngại không muốn dùng mỹ phẩm. Do đó cô bác hoàn toàn có thể dựa vào bột sắn để cải thiện làn da, vừa tiết kiệm vừa hiệu quả cô bác nhé. Cô bác cũng biết rồi đấy, bột sắn dây có tính mát, có thể giải độc, đào thải các độc tố tích tụ trong cơ thể một cách nhanh chóng, từ đó làm giảm mụn, giúp da trắng sáng và mịn màng hơn. Đặc biệt, có một nhóm hoạt chất trong bột sắn dây có tác dụng tương tự như nội tiết tố của phụ nữ mình, sẽ làm cho các nốt tàn nhang mờ dần đi cô bác nhé. Mặc dù bột sắn dây có nhiều lợi ích thật, ăn chín thì an toàn hơn so với uống sống thật đấy. Nhưng nếu như cô bác sử dụng sai cách thì nó vẫn có thể gây ra nhiều tác hại đối với sức khỏe. Do đó ngay sau đây tôi sẽ chia sẻ những điều mà cô bác cần ghi nhớ trong quá trình sử dụng bột sắn dây để mình bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình cô bác nhé. Trước hết là mỗi ngày cô bác không nên ăn quá một cốc. Nhiều cô bác thấy là bột sắn dây có nhiều chất dinh dưỡng tốt, lại có tính mát nên nghĩ rằng ăn nhiều bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Nhưng chắc cô bác cũng đều biết cái gì nhiều quá cũng không tốt, có đúng không nào? Bột sắn dây cũng như vậy đấy cô bác. Kể cả cơ địa của cô bác có nóng trong, ăn bột sắn dây với mong muốn giải nhiệt cơ thể thì cũng không nên ăn quá nhiều đâu. Người nóng đến đâu mà ăn nhiều bột sắn dây cũng có thể khiến cho bụng dạ của mình nhiễm lạnh, rối loạn tiêu hóa đấy cô bác.
Do đó mỗi ngày cô bác chỉ nên ăn một cốc hoặc một bát thôi, ăn để giải nhiệt hay chữa bệnh thì tốt nhất là nên ăn sau bữa sáng hoặc bữa trưa khoảng 2 tiếng cô bác nhé. Tiếp theo là cô bác tuyệt đối không ăn bột sắn dây thay thế cho bữa chính. Có không ít cô bác vì muốn giảm béo nên đã ăn bột sắn dây thay cho bữa ăn chính. Có thể cô bác cho rằng sắn dây cũng là một loại lương thực, cũng có chứa tinh bột, ít calo, ăn vào lại nhanh no nên ăn tích cực để giảm cân. Tuy nhiên, cô bác nên lưu ý là sắn dây không cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu cho hoạt động của cơ thể đâu. Nếu như cô bác ăn thay cho các món khác thì sẽ dẫn tới thiếu chất và kiệt sức đấy cô bác. Ăn như vậy là lạm dụng, là cực đoan rồi. Cô bác tuyệt đối không giảm cân theo cách này cô bác nhé. Và cuối cùng, cô bác hãy nhớ này, bột sắn dây kỵ mật ong, hoa bưởi, hoa sen, hoa nhài. Không ít cô bác có thói quen ướp bột sắn dây với hoa bưởi, hoa sen và hoa nhài để bột có hương thơm thoang thoảng, hoặc pha bột sắn dây với mật ong vì mật ong ngọt nhưng không có chứa đường. Tuy nhiên, thứ nhất, ướp bột sắn dây với hoa thì hoa có thể khiến cho các chất trong bột sắn dây bị giảm tác dụng chữa bệnh đấy cô bác. Thứ hai là nếu như cô bác nấu bột sắn dây cùng với mật ong, hoặc là khi mình nấu chè mà mình cho cả mật ong, cả bột sắn dây thì ăn vào có thể gây đầy bụng, khó tiêu và đau bụng. Pha bột sắn dây với nước nóng hoặc nấu chín bột sắn dây để ăn có thể giúp cải thiện hệ tiêu hóa, hỗ trợ điều trị tiểu đường, xua tan cơn đói, hồi phục nhanh, giải độc, điều trị chứng nghiện rượu và làm đẹp da, làm mờ vết tàn nhang. Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ đó là mỗi chúng ta hãy luôn giữ cho mình tâm lý vui vẻ, lạc quan, tránh suy nghĩ, lo lắng. Chỉ khi sức khỏe tinh thần tốt, kết hợp với việc ăn uống điều độ, đúng cách thì chắc chắn cô bác sẽ luôn khỏe mạnh và sống thọ bên con cháu nhé. Và nếu quý cô bác thấy video này của tôi hữu ích thì cô bác cũng đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình nhé. Chúc quý cô bác luôn có một sức khỏe như ý. An tâm vui vẻ, sống khỏe mỗi ngày.